Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với bang California ngay sau khi các cơn bão tấn công bang này trong suốt một tuần qua, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn ngôi nhà cũng như là doanh nghiệp bị mất điện. Việc tổng thống Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp với bang California sẽ cho phép cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA triển khai các nỗ lực cứu trợ thiên tai và huy động các nguồn lực khẩn cấp Hồi tuần trước, hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây gió giật mạnh, làm lật nhiều xe tải, ngập lụt nhiều tuyến đường tại các thị trấn nhỏ dọc theo khu vực bờ biển phía bắc California và gây bão phá hủy một bến tàu ở Santa Cruz. Đến tuần này, mưa lớn tiếp tục chút xuống khu vực bang California trong ngày 9 tháng 1 gây nguy cơ lũ lụt, thậm chí lượng mưa dự báo còn cao hơn trong những ngày tới. Dự báo hai đợt mưa lớn và tuyết rơi dày ở khu vực miền núi sẽ tác động đến California trong vài ngày tới, kết hợp với các cơn lốc xoáy mạnh hơn và nhiều ẩm hơn đang chuẩn bị tấn công bang này. Anh chưa thể trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên phóng vệ tinh vào vũ trụ sau khi công ty khai phá không gian Virgin Orbit xác nhận một sự cố bất thường khiến tên lửa mang vệ tinh không thể tiếp cận quỹ đạo và theo đó dự án Start Me Up đã thất bại. Ngày 9 tháng 1, máy bay Boeing 747 được hiệu chỉnh gắn tên lửa dưới cánh mang tên Cosmic Girl đã xuất phát từ thị trấn Newquay ở tây nam nước Anh hướng tới Đại Tây Dương và mang theo tên lửa Launcher One cùng với 9 vệ tinh. Ban đầu, công ty Virgin Orbit thông báo tên lửa Launcher One đã chạm quỹ đạo trái đất. Tuy nhiên sau đó công ty này đưa ra thông báo mới có sự cố bất thường ngăn tên lửa và các vệ tinh tiếp cận quỹ đạo. Sứ mệnh này vốn được kỳ vọng là sự khởi đầu cho kỷ nguyên không gian mới cho Vương quốc Anh. Tuy nhiên lần phóng thất bại này đã giáng thêm một đòn vào tham vọng không gian của Vương quốc Anh cũng như châu Âu. Chính phủ Thụy Điển đang thực hiện các bước đi nhằm khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự và tăng cường năng lực phòng thủ. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết cơ quan chức năng sẽ triển khai huấn luyện những đối tượng được gọi vào các lực lượng khẩn cấp trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, kế hoạch nhằm tăng cường năng lực phòng thủ dân sự, đồng thời là một lựa chọn cho những đối tượng đi lính nghĩa vụ nhưng chưa sẵn sàng trải qua huấn luyện quân sự. Quốc gia Bắc Âu này đang hướng tới tăng cường số lượng người được gọi nhập ngũ sau quyết định đưa ra năm 2017 về việc áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự. Chính quyền Stockholm cam kết tăng chi tiêu quân sự lên 2% tổng sản phẩm quốc nội cũng như tăng gấp đôi số lượng lính nghĩa vụ lên 10.000 quân vào thập kỷ tới.